Có còn gì để nói. Đây là tình cảm từ phía của tôi. Không phải là trí hiệp, à không. Không phải là từ giám đốc. Giám đốc Hạng chưa có hề phản bội chị. của là bạn của em, cho nên mới đối tốt với cũ Anh thật sự chưa dao động lần nào hay sao? Đúng một lần cũng không. Anh có thể không phải là người đàn ông tốt của Minh Kỳ Huệ. Nhưng ở bên cạnh Minh Kỳ Huệ mới là vị trí của ông anh. Tôi hỷ thương. Tới chừng đó em thật sự không thể tha thứ cho anh được kỳ quỷ nghe được những lời này của anh em càng cảm thấy chúng ta kết thúc ở đây đi anh nói vậy là sao anh muốn kết thúc đi khi có thể nên quay đầu lại thì quay trở lại Anh chưa hề đi thì làm sao có thể biết Con đường đó là con đường qua hay là con đường đá Anh kỳ quệ là con đường qua Còn em Là con đường đá phải không Làm sao anh chắc kỳ quệ mãi mãi là con đường qua Cô ta là người thừa kế khách sạn Kế nhiệm khách sạn Mona Lisa trở thành đôi cánh của anh Có thể thành một cái thang máy siêu tốc vẫn chưa có nghĩa là sẽ đi tới cuối đường Em đừng có mỉa mai như vậy Được. Em muốn nói gì với Minh Kỳ Nguyễn Anh muốn ra đi Nhưng em không thể để cho anh đi Nên bắt buộc <laughs> Em đứng lại đi Buông ra Chuyện này sẽ thế nào? Thật sự muốn như vậy? Ta này anh có muốn quay về bên em cũng không thể. Vẫn còn muốn quay lại. Tại sao bây giờ muốn đi? Sau khi nghe tin em có thầy, trong hoàn cảnh như hiện nay, đó không phải là chuyện để vui mừng. Cho nên anh mới nói với em, để cho em làm như vậy. Nếu khó như vậy, thì thôi để cho em chết đi. Còn cứu em làm cái gì? Không phải là anh đã nói. Đối với anh, em là người rất có... Nhận em về đứa con. Là một chuyện khác. Nhưng bây giờ Ngay cả việc chấp nhận em là... Em, em sẽ đi nói mọi chuyện như kỳ quậy Xem cô ta tính như thế nào với một người phụ nữ đang mang thai Cô ta cần phải biết Buông ra Buông ra Thị tù Thị tù Thị tù tù đi đâu rồi? Tới giờ cô vẫn chưa có tỉnh lại. Có phải là có vấn đề gì hay không? Cô sẽ được tỉnh lại mau thôi. Vì bị kích động cho nên... Cái thai không sao chứ? Mang thai sau khi có kết quả khám của phụ khoa chúng tôi mới biết là cổ không có mang thai không biết cổ Cũng... không có thai đợi sau khi cổ tính lại anh có thể làm thủ tục xuất viện Ở đây là đâu? Nhà thương. Em không nhớ gì sao? Em bị té từ cầu cổ... thang. <tình> em không có bị cái gì chứ. Chuyện gì? Em không có sao. Anh không cần phải lo lắng. Đứa nhỏ trong bụng của em làm sao anh không lo lắng? Lấy chuyện giả giờ mang thai, để nếu kéo một người đàn ông, em không thấy hèn hạ sao? Muốn nắm giữ bằng cách đó hả? Càng làm như vậy, thì họ càng muốn bỏ chạy. Chị Hiệp à, không còn cách nào khác, đành phải làm như vậy. Chị Hiệp, em cầu xin anh, anh cứ việc kết hôn với kỳ quệ. Em không phải ngay từ lúc đầu, em đã nói là em hiểu anh bất kỳ lúc nào em cũng là là nghĩ cho anh không phải sao à. đừng có đi đừng có đi chí hiệp à quay lại anh quay lại đây quay lại đây cho em chí hiệp à, à. anh đi mà quay lại đây à. 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 À anh vừa mới đi đâu về à bệnh viện bệnh viện không có phải anh anh vô đó với ân hỷ thu đi chung với nhau có chuyện muốn nói với cổ sau đó tụi anh cãi nhau. Anh nghĩ thu giận quá, bước hụt cầu thang, cho nên bị té xuống, bị thương. Thì sao chuyện như vậy à? Anh có thể lấy lý do khác, nhưng anh nghĩ nói thật với em sẽ tốt hơn. Không phải là anh đã nói. Sau khi hỷ thu khám xong, anh trở về ngay. Anh không thể để người bị đòn đạo nghĩa với trách nhiệm của một cấp trên. Cũng may là anh nói thật với em. Cảm ơn anh, để nếu giữ một người đàn ông không thấy hẹn hạ sao trái tim của người đàn ông không thể nắm giữ bằng cách đó nghe nói cô bị thương tôi đã nghe chi hiệp nói vậy sao thành thật hơn là tôi tưởng cũng may là cô bị thương không nặng lắm cô thấy tôi bị thương không nặng lắm hay sao phải mà ít thương của trái tim tuy lần này có chuyện nên không còn cách khác nhưng tôi hy vọng lần sau nếu mà cô có những chuyện như vậy thì đừng có gọi chí hiệp của cô. Được. Bây giờ anh ta là của cô. Nhưng cứ chờ xem sẽ là trong bao lâu. Tôi biết rồi. Làm phiền. Minh Kỳ Huệ Hàng Chí Hiệp mà quay trở lại với cô được lắm bây giờ cô là người thắng cuộc nhưng sau này thì không ai có thể biết những tài liệu chứng cứ cần thiết để chứng cứ đều đã thu thập đầy đủ chỉ cần chứng cứ quyết định thôi là với cậu mua đó chưa đã nói là muốn bao nhiêu thì cứ đưa mà theo tôi đoán chắc chắn là cậu ta đang nếu dỗ dành không được thì hãy dùng cách khác đi được nếu cần cứ thuê người theo dõi. Uh. Đúng là đã lâu chúng ta không có ăn bữa cơm với nhau Hòa thuận giống như vậy Đương nhiên Anh biết điều là do lỗi của anh Không quan tâm tới quan hệ của chúng ta Anh xin lỗi Và đang kiểm điểm bản thân À, à <laughs> Anh có thể đi đâu tìm được một người phụ nữ giống như Minh Kỳ Quỵ <laughs> Anh yêu em Không bao lâu nữa Hãy thu, sẽ dọn ra khỏi nhà của em. Cô nói là muốn làm như vậy, cho nên em để cô đi. Cô cảm thấy không bất tiện, như khi ở nhà em là được rồi. À, cô dọn ra khỏi nhà em? À, anh đã làm những việc như vậy với em sao? Em sẽ làm tốt hơn. sao không nghe đi. Ờ, là điện thoại làm ăn. Lát anh gọi lại cũng được. Chúng ta ăn tiếp. Điện thoại quý vị đang gọi hiện giờ không liên lạc được. Xin vui lòng. Để... Nghe cái điện thoại anh cũng không nghe sao? Hằng chí hiệp à. Để có con đường sống, anh phải quỳ gối trước mặt kỳ quốc độ này. Hằng chí hiệp. Em biết em đã lừa dối anh, <laughs> gõ cực đã gõ lên tiếng đã lên tiếng còn phải lên tiếng thế nào đây cuộc điện thoại vừa rồi hình như xem ra giữa hai người cũng có sự lừa dối trịnh Thế hiền anh còn nghĩ tôi là nhân viên dưới quyền của anh hay sao anh có thể tùy tiện đánh giá việc đánh giá chính là chuyên ngành của tôi vì tôi thấy hiếu kỳ cho nên mới hỏi thôi của cô, cô nè Ờ, ơn Hiếu Thu. Vì khách phòng một, tôi thấy cô gần gũi với bà ấy không có gì tốt cả. Nếu bà có nhờ cô chuyện gì, cô hãy từ chối đi. Anh nói làm cho tôi tưởng là anh quen với bà ta. Không lẽ anh và bà ta là quan hệ riêng tư. Ừ. Tôi làm sao có thể có quan hệ như vậy được? Tôi chỉ là một bếp trưởng mà. Bảo, vì bà ta không phải là người mà một bếp trưởng có thể tùy tiện khua tay múa chừng. với khả năng này, nếu dù có xảy ra bất kỳ biến tài chính rất lớn, dù hội đồng quản trị có lay động, vẫn có thể giữ được vị trí chủ uhm. tịch. Ông bận à? À không. Ừ. Sao vậy? Không có, chỉ là gần đây khách sạn không có gì chứ. Ngoài việc hội đồng quản trị khiến người khác phải nhức đầu chủ tịch tập đoàn châu tiến trước đây bị phát hiện có vấn đề về quỷ đen nghe nói là đang bị điều tra ông biết rõ chuyện vì chuyện này mà mọi người đang bàn tán lẽ nào không phải là ông cũng như vậy hay là thật sự chồng của bà không phải là một người đơn giản như vậy cũng không phải là một người dễ ăn hiếp đừng để khách sạn mà không không thể để vị trí của ông bị quy hiếp được hãy cố gắng đi ông đừng có quên những ước muốn của bà Ờm, à, tôi biết tôi làm sao có thể nào quên đi được mong muốn có ba giờ à đúng ngày mai tôi phải đi nhật bản chắc chắn sẽ mất mấy ngày tại chủ tịch minh đang lập quỹ đen để chống lại hội đồng quản trị vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng Vì việc vậy... Vậy chỉ cần có bằng chứng thì có thể yêu cầu điều tra mà. Tại sao lại không? Nhưng trong mắt bà, và có thể trở thành chủ nhân thực sự của Mona Lisa. Ừ, mong là như vậy. Không thể để sổ ghi quỷ đen lung tung được đâu. Chắc là phải giấu ở chỗ nào thần không biết, quỷ không hay. Chúng thì... Đúng vậy. Rõ ràng không để ở trong phòng chủ tịch không lẽ để ở két sắt biết là, lại không thể để hàng chí hiệp đến đó tìm thiệt là nè người đồng triết chỉ có thể là người đang sống trong nhà ông ta mới có khả năng làm chuyện đó tôi muốn cả những gì thuộc về minh kỳ quệ tôi muốn lấy hết ờ có rồi tìm được người thích hợp rồi sao là ai vậy dạ thưa bà chấm mới về thưa bà bà đang làm một số việc cần lắm cháu không cần hỏi là chuyện gì bà cũng không có trả lời đâu thưa hiền cháu không muốn giúp bà thì cứ giả bộ như không biết đi Cháu không muốn giúp bà. Không biết chuyện gì hết. Những điều bà nói sẽ thực hiện được sao? Vậy thì cháu định làm thế nào? Không để bà tự quỷ quậy mình mà không quan tâm tới được. Thì khác mà không quan tâm được. Ừ. Trước, ở đây đã xảy ra chuyện gì? Lúc đó, có ba người, Vũ Thượng và Hàng Bính Quốc Tại à, sao bà Nha có thể biết được chuyện đó? Mình còn không nhớ rõ được nữa. Uống rượu ở chỗ chủ tịch quá cố của mình, còn quên mất chuyện gì à? Không biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì nữa. Thế hey, thiệt. da, dạ, không phải. Nhưng mà ông phải nghĩ lại coi, tại sao người chủ để cho mình nhàn rỗi? Nói không chừng, không bao lâu nữa lại biết được chứ. Ây dạ, tôi dù không biết việc quan trọng đó là gì, nhưng mà tại sao bao nhiêu thanh niên chân tay nhinh nhẹn, Bà ta không mướn mà là Đây Là vì thân thể nhẹ nhàng Hay là vì tướng mạo đẹp trai dễ nhìn Ngoài lái xe ra thì ông Tôi nhắc cho bà biết Tôi không phải là tài xế hàng nữa Mà là thư ký hàng biết chưa Bất kể là thư ký hay lái xe Bảo vệ hay người quét Cái bà này dám đem bảo an như người quét dọn ra Để mà so sánh với tôi hả bà đi chết đi tốt quá, cảm ơn anh nhà Chi Hiệp lâu rồi chúng ta không cũng được phó chủ tịch tôi tới để lấy kế hoạch anh sẽ dẫn em tới một nơi nhất định em sẽ thích Ồ, đã hết chuyện rồi à Chi Hiệp nói anh muốn tôi cho anh một cơ hội cho nên cô quyết định tha thứ quả nhiên là mình kỳ quệ Tôi giống một người ngốc sao? Đã bị ánh gạt mấy lần mà vẫn còn tin tưởng. Ngược lại, tin một người không phải là một chuyện tốt sao? Đó cũng là một chuyện rất khó. Bớt làm lung lai tín nhiệm. Chi Hiệp sẽ không để xảy ra chuyện gì nữa đâu. Tốt lắm. Tôi thật sự mong chuyện của hai người. Để kỳ quệ nhìn thấy thì sao? Kỳ quệ, kỳ quệ. Anh sợ bị cô ta ghét đến nỗi rung lên được kìa. Em chỉ cần... Cần nhằn anh vài câu là anh sẽ bỏ đi. Em là người rất hiểu anh mà. Không phải, anh đã nói là... Chúng ta đã cùng nhau bắt đầu. Thì đâu có thể kết thúc một mình anh. Em đã có nói là không được. Chúng ta cùng nhau bắt đầu thì phải cùng công bằng. Lúc em phải lừa dối anh là em không còn cách nào khác Em muốn lấy đứa bé ra để làm Không phải nói chúng ta không nên tham lam Anh muốn làm gì với kỳ quệ Thì anh cứ việc làm Em không phải là người không đi Những gì anh đã làm với kỳ quệ Thì cũng có thể làm với em Chỉ cần anh đừng đòi chấm dứt với em Em đừng làm gì anh sẽ không phản bội cô nữa. Anh chỉ sợ sẽ phản bội kỳ quệ thôi sao? Anh làm vậy với em. Đừng nói nữa mà. Em đã vì ai mà phải quỳ gối trước mặt Minh kỳ quệ? Anh cho rằng em muốn tạo ra sống. Hoàng Chí Hiệp, em là gì anh? Vì muốn để trả lại cho em. Anh rất cảm kích em. Anh cũng cho rằng đây là món nợ ân tình. Nếu vì chuyện này mà phải tiếp tục ở bên cạnh của em, em thử nghĩ xem, trong hoàn cảnh này ở bên cạnh của người nào mới là đúng đắn. đi họp hà minh hiệp đi ha tài xế à đúng rồi bây giờ không phải là tài xế nữa phải gọi anh là đồ thất nghiệp được không còn thu hy là thiên nga vậy vô lại trắng tay Ôi, đều tương, cô đã yên lặng một thời gian tại sao bây giờ lại gọi điện tới đảo lộn mọi cô mới cảm thấy thoải mái hả? <laughs> nè, Hằng Minh Hiệp, anh đi có khoe tài vậy, anh mà làm tới đó, anh chính là cơm của tôi. Ừ, đúng. xem hoàn cảnh của anh thì anh là cơm nguội, cơm thiết, đúng hả? Vì tôi mà anh bị mất công việc tài xế, tôi sẽ tìm cho anh một công việc khác. Tôi nè chỗ cô giới thiệu cho tôi tôi không tới hả bao nhiêu tôi nhiều vậy không biết làm gì mà trả nhiều tiền quá vậy nhận công việc bán thời gian thôi tôi được tuần sau gặp cô chú Bình Hiệp anh đã kiếm được công việc rồi nhưng Giờ thì không còn là kẻ thất nghiệp nữa từ nay về sau có thể kiếm được rất là nhiều tiền có thể mua cho em những gì mà em thích wow chú Bình Hiệp là giỏi nhất giỏi lắm <laughs> Thiệt sao Hàng mình Hiệp là người như vậy Quả nhiên ăn quệ là người rất quệ Ăn nhiều trước Em chính là khách mời của hôm nay Anh sẽ hết lòng với Minh Kỳ Quỵ Anh sẽ không Phản bội của nữa Kỳ Quệ chứ là hỷ thù Hay chúng ta quay đầu lại đi Tình yêu ơi Đừng lên nữa Ủa tên về rồi hả Ây dạ tò mua rượu à, Cái con này hôm nay bà đã nhiều rượu để làm gì chứ Người đàn ông đó Con cứ tưởng để giữ chặt được anh ta Là nắm chắc trong lòng bàn tay của con rồi nói như vậy Nè con có ai rồi sao Ai Ê, Anh ta lại đi với Minh Kỳ Huệ Đi với Minh Kỳ Huệ Ê Con nói gì vậy có thiệt không Là Minh Kỳ Huệ Đã cứ mất người đàn ông của con Thiệt không Đã không Chúng ta phải ra khỏi ngôi nhà này Phải ra khỏi căn con không có muốn Quay trở lại cuộc sống trước kia Cái gì mà ra khỏi nhà này Con nói gì vậy Dọn ra khỏi nhà này sao Mình đang sống tốt trong căn phòng này Dọn ra ngoài thì sẽ sống ở đâu Bà chủ cổ có biết không Con không có muốn trở lại Cuộc sống như trước đây Chứ con không muốn trở lại Cuộc sống như trước không bao giờ không thế nào tại sao cô nói như vậy hả Lâu rồi cô không có tới đây Chị đã nói ngoài công việc ra Không muốn tôi vô đây Vậy chị coi lại Tối hôm qua tại sao làm vậy Xem chút là xảy ra chuyện Giờ tôi uống chút rượu Nên mới mắc sai lầm Chị có phải nói là tôi vẫn còn tình cảm với chị Hiệp Nên mới làm vậy Vậy thì may mắn lắm Nhưng mà Cái này Số liệu hình như là chưa chính xác Chị nói cô này Là vì tình cảm riêng tư Bây giờ tôi Đang nói tới công việc lần sau trình số liệu tôi đã biết rồi ở công ty thì cô nên dùng kính ngữ để xưng hô cho đúng nhất là khi tới đây để báo cáo nhớ chưa được bây giờ tôi còn đang tìm nhà khi nào tìm được tôi sẽ dọn đi ngay phó chủ tịch phải mà ngồi vào vị trí đó tha hồ mà ra quay tùy thích đi. Uhm. <laughs> vừa kết thúc làm nhân viên thử việc đã được đảm nhận chức quản lý. Ai, thiệt đúng là đặc biệt, cũng đúng, có công trong việc mua đất cho dự án, dược lên trên cá minh kỳ quệ. Chủ tịch Minh Đông Triết, lấy thẩm quyền chủ tịch, ra quyết định nhân sự đặc biệt là đương nhiên phải làm. Chúc mừng về quyết định thăng chức. Cháu cảm ơn bà. Đừng có cám ơn xuân như vậy, từ rài phép không phải cô nói đang sống trong nhà chủ tịch minh hay sao dạ đúng tôi đang ở trong nhà của họ ồ ờ, sau này hãy giúp tôi tìm một thứ mà tôi đang rất cần ở trong căn nhà đó nó hình như ở chỗ nào thật ra bà muốn tìm cái gì là quyển sổ ghi quỷ đen của chủ tịch minh đồng triết có gì mà phải ngạc nhiên kinh doanh một khách sạn lớn như vậy không lẽ ông ta không có quyển sổ ghi quyển tôi có thể biết tại sao bà lại muốn tìm thứ đó bí mật là cái gì điểm yếu của đối phương lúc đó mới có thể thao túng họ kết quả không phải là muốn giúp ông ta có nghĩa là bà đang muốn hại chủ tịch không phải cô cũng nói là muốn hại minh Kỳ huệ sao không đúng ạ à? nghĩa là tôi và bà bây giờ đang là đối tác với nhau đối tác thì có hơi quá quyền thì có khả năng Bà nội, cháu về như gì, gì vậy? Bà với tư cách là người khách thuê phòng. Phòng đặc biệt không lẽ không thể gọi quản lý sao? Không phải bà gọi cổ với tư cách là người mướn phòng. Bà đã kéo được ân hí thu tới đây. Đó là người bất đồng với Minh Kỳ Huệ. Vì bất đồng, nên đó mới là người bà đang cần. Là bà ta muốn làm hại Chủ tịch Minh Đồng Triết. Thì Minh Kỳ Huệ cũng đổ theo. Và khách sạn này sẽ được chuyển sang cho bà ta. Mà bà ta nói thì đang giấu ở đâu? Ở trong nhà thì phải là ở đâu mới được. Là chỗ nào? Anh Hỷ Thu. Rất vui được gặp cô. Đi là đâu mà anh dám tới? Mau đi ra ngoài. Qua đây, qua đây anh đấy con nha đầu này tính tình vẫn như vậy nè Cô có biết mấy hôm trước tôi gặp ai hay không nếu mà biết chắc chắn sẽ sợ hết hồn đó anh đi giùm đi nếu biết tôi gặp ai thì sẽ quan tâm thôi à không phải là không thể không quan tâm tôi không có thèm hiếu kỳ đâu anh ấy đi giùm đi tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh cái con nha đầu này có đã giết một người quá mù tại thức kia Sao anh lại như vậy? Tại sao cứ đi tìm tôi? Tại sao cứ đi tìm tôi rồi hành hạ dày dò tôi? Đây là chỗ làm của tôi. Buồn thôi. Không có sao chứ. Hình như là người đàn ông lần trước tới tìm cũ. Chỉ cần gọi bảo vệ gì gì cũng được. Buông tôi ra.